Da giòn rụm luôn các bạn. Bốn ổ đem về để nó sót riêng. Bốn ổ mang về để nó sót riêng luôn chị Tâm ơi. Cái này còn có cái dụng này nè. Móng hả chị? Đang cái nữa nè, phải không? Không phải, không phải. Cái này có nguyên. Đúng rồi, cái này là cái giò nguyên, nguyên giò. Lấy cho chị này với lại một miếng thịt ba ba rọi đi. Một cái móng. Móng là 120 kg. Cái này 40 cho con, còn cái này còn với lại thêm một miếng một một dây ba rọi này. Xương này bán sao tính tiền luôn. Xương á chị. Lấy sườn đi. Lấy sườn. Không không, không nữa. Okay. Ba cây đi. Sườn này là 300k một ký nha các bạn. Rồi, ổ mổ nó sắp riêng. Hai ổ cái ổ luôn á chú. Còn sao hết đôi hết hai ổ hay sao? Nước sốt riêng là có nước sốt riêng. Chúng mới ăn chứ chưa. Cái này nửa ký cho con 150. 150 với kia 40 là 150. Cái này 150 với lại 6 ổ mấy ba. Là đưa tiền đầy mòn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của em. Đó, hôm nay tiếp tục dẫn bà con đi ăn bánh mì heo quay theo giờ giòn ngày mai. Xong heo quay mở cửa từ lúc 6 giờ rưỡi sáng tới 6 giờ chiều. Bán xuyên suốt luôn, mùng 5 chỉ nghỉ có một ngày mùng 1 Tết thôi. Khách thì mua bánh mì heo quay bên này. Còn bên này là khách đang chờ. Khách bên ngoài đúng chị Liên ơi. Ba gọi nạc, ba gọi rút sườn giá là 320.000 một ký. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120. Bánh mì 15k một ổ, các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Ba ổ đúng không? 20 luôn. Wow, khách mua bánh mì quá trời luôn nè các bạn. Khách luôn, khách luôn. Bán 100 ba rọi nè. Bán 100 luôn, chặt luôn. À, chị gái đang lựa xách xíu. Bên này là sườn non và xách xíu là bằng giá nha các bạn. Đùi cũng 300 luôn. Cái gì?
này có bán không chị? Cái này được 100 gram không? Út ơi, heo quay của chị gái bên ngoài có chưa rồi? Chị gái đi chiếc lít chắc. Chị 2 kg ba rọi nè, chặt luôn không chị? 2 kg ba rọi chặt luôn. 2 kg ba rọi chặt nhỏ chị nha, để chị cuốn bánh hỏi á. Ba rọi cuốn bánh hỏi. Cái này chị chặt không chị? Chặt luôn chị luôn, phụ Vinh là có chứ sao em Vinh một mình em. Nhỏ thôi em. Để lên xe hả chị? Xe ba chị chở lên đây. Chặt rưỡi người ta xong rồi. Rồi khách tới luôn các bạn. Rồi 50. Giá 50 thôi chị hai ơi. À, nghe đó luôn á chị, 80. Nè nè chị ra chị nhà em chơi cho chị đi. Thank you, thank you. Chị áo đỏ. Lấy ba đội nè, kinh chị nghe đi. Không được hết á. Cái chở ra vàng này vàng cho vàng kính cho chị cho. 2 kg ba gọi 1 kg sườn. 3 kg. Nửa ký ba rồi, 1 cái giò chặt nữa. À, khủng luôn. Từng chốt liên tục. Chặt chỉ có mỗi tay mà thôi. Mỗi tay không đi Ly. Quá ngon. Cái này là ba gọi nạc nha các bạn, giá là 320.000 một ký. Hello chú Thành. Rồi tới nửa ký rồi với cái giò heo không chị Lê? Nửa ký rồi một cái giò heo. Lấy pin luôn. Chặt không chị Lê? Chặt có đúng không chị? Đúng rồi. Ba ổng bên hông rồi. Ba ổng bên hông rồi. Ba ổng bên hông rồi. Quá ngon. Lạnh lùng luôn. Đúng rồi. Ngày nào cũng quay hết kìa. Dạ lấy nhiêu. Quay bánh xèo nhí cũng hỏi ngày nào cũng câu, ngày nào cũng quay. Quay hay quay kêu ngày nào cũng thâu, ngày nào cũng quay. 100.000 chặt sắt. Thêm cái giò heo nữa. Giò heo đây là 150k một ký nha các bạn. Con chị này
trên ngày có xíu chặt luôn hả chị? Này tự nhiên hết pin. Tăng mừng mượn nửa ký ba gọi đi, một miếng. Nửa ký ba gọi luôn. Wow, khách tới quá trời luôn các bạn ơi. Buổi sáng đông vui nhộn nhịp. Để nguyên cục quá khỏi chặt. Ok ok. Nha nha phụ lắm thì em lên thời gian ơi. Chị Tâm sợn hay quay lên tiếp. Tài bữa nay nó nhức quá. Sao vậy chị Tâm? À, tối kêu ba còn về đấm bóp dắt hơi liền. Còn không nữa em kêu anh Vũ à. Chọn chọn ai còn không? Từ từ tự mình đấm bóp dắt hơi hay hơn nha. Mình tự xử lên. Rồi mua tự có cuốn ok. Ok liền. Ngon quá luôn. Không hỏi luôn nha các bạn, không chạy mở luôn. Mở lắm chú ơi. Hả? Một ký chặt giùm luôn. Thấy chưa chị Liên, tới trễ cũng lý có lý lắm mà. Chị bé cà lắm rồi này, chẳng xe cầu luôn à. Rồi xíu giờ bay xa xíu. Xíu giờ. Chị bé cà lắm xíu giờ không? Giá ký này của ai? Giá ký của ai nè? Giá ký của anh trai nào mới kêu á. Dài 15 nữa 85. Đây, ba gọi mở nha các bạn, 200k một ký. Ngon lắm luôn. Ký của anh trai đội nón nè. Có 2 lạng chặt. Coi là khỏi luôn đi. Mình ngựa như vậy là gần nó ấy hơn. Con phấn luôn trời ơi. Để nghĩ mùa hôn người cha nè. Dạ.
còn đây là topping bánh mì các bạn. Đây, chị Nga thì đang cắt bánh mì để chuẩn bị làm bánh mì cho khách. Hai hộp nửa ký luôn. Em ơi, chặt được một nửa ký hai hộp. Rồi, rồi yên tâm lấy cái ngon. Hai hộp là 1 ký. Rồi, 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 đầy đủ. Ba ngày mà không có chặt chặt đi á. Ừ. Chạy đi vô. Chặt cái đi đi. Chị Út chạy xô đó chị gái. Bỏ chung một bịch ra nha em. Em bỏ chung một bịch ha. Ba bịch chắc chắn không? Thử ha. Thôi ngon. Đây là thịt đùi nha các bạn. 300k một ký. Cái giò luôn. Ôi chết rồi, chặt rồi. Chặt rồi. Đây là lấy nửa ký thôi, lấy thêm cái giò. Đây là nửa ký đi. Lấy thêm cái giò. Giờ thêm cái giò chứ tại chị đó là chặt cái gì. Đó em làm chặt cái gì. Chặt chặt nổi chứ. Một ký chặt nhỏ luôn chị Liên ơi. Xô vẫn liên tục đúng không? Ồ, hai cái giò tiếp tục. No luôn, chị Nga chặt giò luôn. Rồi, một cây ghim. Dính ghim là dao bị lục liền nha các bạn. Rồi lấy dao mới. Em chặt cái giò mài lại. Mì thịt quá đông các bạn. Ổn sao chị? Giờ chị vô, bây giờ nó đang kẹt hoài,
Liên ơi chờ. Chờ hả? Chờ thì chờ, phải chờ lâu. Trái bên phải ở đằng sau là dưới lộ luôn. Đây, cho các bạn xem đó, bốn mẫu bánh mì bên ngoài luôn. Bánh mì ổ nhiêu chị? Dạ 15 ngàn. Không có bánh mì không á? Hai ổ 5 ngàn. Chị lấy bốn ổ hả? Chị nghe bốn ổ thì không luôn. 5 ổ là 75. Chờ em tí chị Nga, người tới người chị gái ha. Còn một cái giò luôn bà con ơi. Đúng rồi, chị giò có quả này không? Giò nhỏ hơn cái chi. Cái đó là nhỏ nhất luôn rồi đó chị. Sao rồi? Một ký, một cái có cỡ ký bóp lấy được đi chị. Chị bên kia đang hỏi. Rồi rồi. Rồi chứ ra chị không cái giò chặt lên. Em gọn cái ông thấy là chút xíu hoành là nó có đó. Trễ một chút xíu thôi là sẽ không không còn giò. Đấy luôn hả chị? Chặt lên hai giò. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ cái lắc là bánh mì 15 Lily tháo khớp giò heo quay. Tại xương nó chỉ bự quá chặt không nổi. Ồ hay nha. Giữ 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 giữ. Hai bữa nay anh Bụi mà nước nè, anh chị em uống cái gì? Anh Bụi uống bơ. Chị Lily uống cái gì? Chị Tâm uống cái gì? Chị Nga. Chị Nga bơ luôn hả chị Nga? Chị Tâm bơ luôn ha. Chị Liên uống gì chị Liên? Chị Út bơ luôn ha. Không, em chị. Trà chanh
Thôi uống bơ luôn đi cho nó đẹp. Em không uống bơ đâu. Chị em đẹp sẵn rồi. Kêu giùm em luôn nghe chị Tâm, bữa nay em rửa máy. 195 á chị. Em lúc nào cũng đẹp sẵn rồi, uống cần uống bơ thôi, uống bơ em nữa. Uống bơ sợ mập á gì không? Uống bơ vô nó xấu rồi, ba uống vô làm xấu em. Nó đẹp sẵn rồi, biết không? Đẹp sẵn rồi, còn uống bơ nữa. 15 luôn. Ở khách đang chờ bánh mì luôn. Đây nè các bạn, đó. Và tới bên góc bên này luôn. Quá đỉnh. Vỡ trận luôn. Đây nửa ký xá xíu. Nửa ký xá xíu. Có lấy mẫu quá được chị. Sao vậy chị Tâm? Phải con ca mồi. Bán con để đây đã uống hết luôn. Cho cô 2 giây. 2 giây cho cô luôn. Chặt vô, 2 giây nhỏ nhỏ mà không chung. Quá trời khách đông luôn rồi các bạn ơi. Chặt vô cho cô cảm ơn nha. Để ba loại nhân ký là chạy thôi. Dạ 320. Dạ được hả? Chị phải nửa ký luôn. Chặt nó để nguyên chị. Chặt nhỏ nhỏ luôn. Nửa này nửa ký cho con nó xót. Cô được, anh nói bao nhiêu đi. 56 à. Ba ban. Cô cầm đi cũng nói nha. Nhỏ nhỏ thôi chị, đừng lấy mỡ nhiều quá nha. Chị Tâm ơi, anh Tèo tới. Anh Tèo à. Em đứng tay ổn nè chị. Hello anh Tèo. Cái này đi xíu nha. Sao đây? Cái đó để qua bên trước. Ok, để chưa giải quyết nó. Đồ có khăn lắm rồi. Anh Tèo ơi. Đưa đây để không. Ở ngoài à, của ai à, 20 á. 20 chị này chị kia nãy chị kia đây.
Anh ơi, bà chị Tâm làm bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu, đưa bánh mì không ăn vẫn biết ngon mà. Thật lòng không anh? Thật lòng không anh? Dạ dạ. Dạ dạ. Vậy lúc sáng đi làm cái ghé đây mua bánh mì, cái ghẹo dày câu cũng vui vui ha. Có tinh thần rồi, chị Tâm tươi rồi đó. Hai ổ mì. Chờ xíu đi chị. Cô ơi, bánh nào cũng như bánh ấy, cô khỏi lựa cô. Tham thiệt, cô khỏi lựa, cô nói thiệt. Cô ngủ hả? Hả? Cô ngủ rồi bà. Nó cái thảo tấp pin kìa các bạn. Đây là ba gọi rút sườn nè, bằng giá với ba gọi mỡ nha các bạn. Ấy ổ bánh mì châu Phi nè. Đông Nam Á. Đông Nam Á luôn. À go châu Phi. Go là châu Phi. Đây là cô lựa ổ hàng đây, nhất là cô ấy. Để mốt cô lựa cô trước đi, kêu hồi để lâu lâu chút. Cao to. Khánh luôn, khánh luôn. Hai mươi không chưa? Cái trăm ngàn sườn cây. Sườn cây chặt luôn không chú? Cái này là 5 loại topping nha các bạn, 3 gọi nạc, 3 gọi mỡ, đùi, xá xíu, nọng. 7 ổ, ổ 25 ngàn. Ok. 7 ổ luôn, ổ 25 ngàn. Có gì đó 20 đó. Rồi 7 ổ, ổ 25 ngàn. Ổ ớt, chăm có nhiều. Có nhiều bà con đôi lúc lại mua một lạng, hai lạng, ba gọi nạc các bạn, nhét vô bánh mì, trời ơi đã. Không biết ai giống hai cắt ớt ba. Hai cắt ớt lên tiếng nào. Cay hả chị Tâm? Em biết ai cắt ớt.
Sau đây là màn cắt ớt của Lily. Dạ em chen gì. Ớt sừng trâu. Dữ dằn chưa, xanh xanh đỏ đỏ cho thằng nhỏ nó mừng. Chuyên nghiệp rồi, bài bản rồi. Lên tay à? Nói sao vậy chị Tâm? Có cần quay lên YouTube không? Mạnh dạn. Tối chị Mai ngồi coi. Phản ứng rất mạnh luôn. nhưng mà chị Mai vẫn nghe, tại nó có cái mic thu nè. Đó, chị Liên có ý kiến gì đó nha. Đúng rồi, có camera trên. Không chưa lấy không? Dạ. Dạ mới về hồi nãy luôn chị. Dạ. Ảnh là tầm khoảng 6 giờ 45 cho tới 7 giờ 15. Dạ dạ dạ. Tầm khoảng 7 giờ tới là gặp ảnh đó. Dạ dạ dạ. Ồ. Đây, ba màu luôn. Cay quá cay luôn. Bán cho 2 kg ba loại đi cô. 2 kg nhưng mà lạc nha. 2 kg được. 2 kg luôn ơi. Chặt luôn, 2 kg, 2 kg luôn các bạn ơi. Sáng á chị hả? Sáng cho ăn vỏ đi chị hả? Ký hả chị? Không sao, không sao. Ơi chú Thành qua tới rồi. Dạ cảm ơn chú. Cho xin thêm bệnh nước chấm. Bác
Tiếp tục. Có giò không chị Tâm? Hết giò rồi. Có. Giò vô, chú Thành vô giò, chú Thành lên kìa. À, vậy cũng con trả lời có. Lỡ mà nó hỏi trả lời sao? Lấy chú Thành vô rồi. Lấy chú Thành đỡ đạn thì sao? Chú Thành suy nghĩ kỹ chưa đó nha. Một đo xuống là trả lời là ngồi chỗ đó. Ai xin tố, xin tố. Chú rút con đó chú. Ở, có anh ta hả? Không có. Ở có anh Trâm nè. Nhìn bỏ vô dùm. Dạ, cảm ơn. Đó, nè, ừ, đúng rồi, nhét dùm con nha. 4 lạng ba rọi rút sườn. Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn, dạ. Giúp sườn chặt không anh ơi? Chặt luôn. Chặt luôn. Chặt luôn, chặt luôn. Đổi ơi, đổi ơi. Dạ dạ để bên đó luôn đi chị Liên. Đổi loại bút sườn á anh, bây giờ có loại hồng được không? Hả? Ba gọi nạt á. Lấy đùi đi. Anh lấy cái này ngon hả? Cái này nè. Chặt luôn. Một ổ bên ngoài chị Liên ơi. Nghe quảng cáo từ Tân Bình chạy xuống mua. Dạ. Một ký cho chú luôn. Lần đầu tiên luôn hả chú? À, lần đầu tiên. Dạ. Một ký cho chú luôn. Chặt luôn không chú? Không, chặt là một ký chặt làm hai. Một ký chia hai hay là chặt ra? Chia hai. Cái nào giòn cái nào dạ mới vừa dọn qua luôn. Không 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 chặt. Một ký chia đôi. Để hai hộp và để chung hộp. À để hai hộp. Một ký chia hai hộp, để nguyên nha. Chú ở Tân Bình mà đường nào? Hả? Chú ở Tân Bình mà đường nào? Đường đường cái gì chỗ bông bạch tuyết đó. À ok. Ok ok. Đối diện đó là khuôn Việt. Khuôn Việt đúng rồi, đúng rồi. Tại ngày xưa con ở đó. Cái này của chú á hả? Dạ. À, cho chú hai hộp đi, cho hai hộp. Đóng kệ mở luôn nè các bạn. À, đóng ngon quá ha. Dạ. Chị ăn ngon quay lại ủng hộ nữa nè chú. Dạ. Vậy hả chị Liên? Ở chơi. Cảm ơn cô nhiều nha. Có chi đâu, có chi đâu. Nay em rửa máy á, mới mua máy á. Vậy nha. Chưa xài, chút xíu nữa mới xài. Múc lấy cái dầu rửa máy nha. Nói cho Ly nghe em nó múc ly đòi. Ồ nãy giờ la quá trời múc đòi em lấy cái gì em coi lại. Dạ có cái gấp nè chú. Dạ là nó là thứ này là 320 này là ba lọ cho chú. Linh. Trời 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 trời. Cái gì nữa là thứ ba lọ chú. Anh bội là tự nguyện thôi. Rồi khách luôn, khách luôn. Lúa mạch nó mới linh ha. Cảm ơn chú nha chú. Dạ. Dạ, chị Tâm sợ nghe quay lên tiếp. Dạ. Người đẹp trong chợ ra tiếp. Dạ con nghe. Dạ đợi chút xíu nha chú. Dạ. Có chứ, có chứ. À dạ, cảm ơn anh. Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình. Hai ổ vậy.
Khách tới luôn, khách tới luôn, bên trái bên phải. Cái miếng ba gọi nè các bạn. À, cái chung ba đội luôn á. À, lấy nửa ký hả? Cái đó nửa ký thì đúng rồi chị Tâm. À, ký út gọi nè. Nói còn nửa ký nữa. Quá hấp dẫn luôn các bạn. Rồi để nguyên cái hộp đó. Nguyên cái hộp đó rồi tính tiền. 100.000 hả cô? Thôi 5.000. Rồi nha. Chị Liên về rồi mà quên. Quay lại kiếm chị Liên. Không, có chị nhà nhỏ mua ổ mì thôi 5.000. Của chị tổng cộng nhiêu vậy? 230 là 330 vậy. Cho chị 3 ổ mì luôn. Mì không hay sao vậy? Mì không á. 230 là 340 với chị 4 ổ thôi nha. Ừ. Nghe tiếng gẹt 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 là tự làm kiểu, đừng có liếc. Liếc mai đặt thumbnail là bị lé chết luôn. Chết luôn. Đó, khách đi chơi đấy mua luôn, bên này cũng vậy luôn, khách đang tới luôn. Nửa ký chặt nhỏ hả cô? Chạy mở luôn các bạn. Cắt luôn. Cho anh mời. Cái màu đẹp quá đẹp luôn. Để kiểu đó là mà chắc đi khỏi đi đâu. Cái gì đó 500. Nếu 500 mà để kiểu này chắc khỏi đi đâu. Vậy là đi đâu. Không đưa ra lại trả với 500 chỉ thưởng ở đâu. Ai biết cái đó là tiền đâu. Nặng lắm mà sáng dính nổi luôn á. Để con Vinh bịch này con bị rơi 50 đợt. Chắc như bà Mai lấy cục da đắp vô cái tay. Đây cục đắp vô tay. Nhắc sớm. Nhắc dục, nhắc sớm sớm nha chị Tâm, đừng có 1 2 giờ nhắc nha chị Tâm. Đó. 1 giờ rưỡi nha. 1 giờ rưỡi là đêm á. Đi qua bên đó còn chân chân nhắc là có. Có số đâu nhắc. Không hỏi mua gì quá trời, mua toàn ba cái đồ gì vậy? Đồ dán nhất mình hả Dục? Bữa đi Nhật chơi á. Dạ. Đồ dán, đồ lăn, đồ mấy cái. Nói chung là sức khỏe á. Chị đi mua 3 con câu. À. Con câu á. Đam mê. Mua con câu cá. Mua
mình đi là khó về mua chắc kiếm. Dạ. Khách luôn, khách luôn. Cái ổ bị thịt đi. Đây, khách tới nữa nè các bạn. Xa xíu đây. Dạ dạ. Không chen. Thấy gì ăn nhậu không? Ai ổn ra. Chị đừng đừng lấy tay vô nha, đang nóng. Có cây gấp. Dạ. Nó đang nóng cái đừng lấy ký. Để mấy ăn thôi chị. Lấy cái miếng này mặn ký á. Rồi rồi rồi. Nó không cho mấy em nó bỏ gì á. Nó ăn nó rồi. Cây già già. Chị nào cũng bỏ. Chị Nga đưa đưa chú ổ anh mày chút xíu em trả tiền cho chị Nga. Chú sau lưng. Ba coi chị Tâm làm bánh mì. À, hình như chị có mua nửa ký sườn nữa phải không? Đây, à, thêm nửa ký sườn nữa đó bé Ly. Ký sườn nữa rồi, 175. Nửa ký sườn nữa không? Đây, 6 ổ. Có rõ như ký vậy. Đấy, khách tới luôn, khách tới luôn. Năm ổ mình theo quay. Con nửa ký rồi rồi nè, chặt dùm. Năm ổ 75. Con Trang có sừng nước chân muối tiêu nữa luôn. Giấy trắng nha. Thái ổ bị thun luôn con. Để mình gọi hai chục không ngò để nó ớt tôi. Thấy ra cái loại này mà. Cái loại miếng trắng thì chị Nga. Hai ổ này. Cái này 140. Rồi. Hai ổ. Ổ 20 hả? Hai ổ bị thun ngò. Cái khoảng 1 rưỡi mà 1 hộp. Chị Nga cho con em 2 ổ thì không như vậy. 1 ký rưỡi lấy bao nhiêu hộp? Ổ 20 không ngò lấy ớt. Để tiền cho chị bên kia. Cái chị áo đen á. Dạ. Ốc ơi, thôi, 425. Ớt luôn quá gì à. Đứng ra ngoài đây đứng đi con làm cho.
425. Có lấy cái bìa nè. Ba lạng, hộp nửa ký là 7 lạng. Ống mỏng á. Dạ, rất dày quá. Rất một dày quá. Mỏng nó bị bong da. Cái da nó giòn các bạn, mỏng cái nó bong cái da ra, ra khỏi tình trạng tình. Cái đó để con luôn đi gì Út? Lấy món mì chị. Thôi lấy luôn rồi anh ơi. Con nhìn là con thèm luôn á. Miếng này ngon lắm nè các bạn. Cái mỏng da nó giòn, đạt nhiều. Mua gì luôn chú ơi. Đi mổ 20 luôn. Bao nhiêu đây? Mổ 200. Mấy ổ? Mổ 30 ha. Mổ 20 lấy hết rồi. Lấy 20. Ít bỏ ra. Cái 35 20 nữa. 2 chiếc nữa chẳng. Không. Bán cho 2 ổ không hành không ớt đi cha. Ở đây không có hành. Chỉ có dưa ngò thôi. Có gì chú à? Dưa le thôi. Dạ không ngò đúng không vậy? Đúng rồi. Ồ, nguyên miếng ngon. Không ngò chị Tâm ơi. Thôi khách tới luôn.
Dài không? Tôi thấy mặc áo khoác vô, rồi ra dẫn xe nữa. Thôi, mình qua mình chơi với chị Tâm. Khách luôn, khách luôn. Hai ổ heo quay 30 coi thôi không chị? Vậy là cậu chị Nga buồn hả? Nga buồn á. Buồn làm chi nha ơi. Buồn làm chi Nga ơi. Nói không rồi. Nói là chị có trời cộng sườn non. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn. Hôm nay trời nắng đẹp.